Thank you.
qua đó vô lại nữa, xoay nữa, bước quay, đúng rồi, lúc mà thủ á, nằm đây, nằm ngoài này, nằm sát quá, nằm đây này, chưa, đó, đó. Bước lên này, kéo chồng lại, kéo chồng lại, đúng rồi, tay kia kéo lại, đây kéo ra này, đó, đó. Rồi bước lên, bước, đây, xuống lại, bước, đây, tốt, chúng ta lên chưa? Đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi.
Hello mọi người, mới đây. Xin chào tất cả mọi người. Con đang ở chỗ Liên Phong. Con học võ. Thì đây là ngày đầu tiên con học, rất là mệt, đuôn ê ẩm, con cầm cây viết cũng không nổi luôn. Thì con học cũng rất là vui. Thì con học tập đà đá, tập tay, giống như tập những cái cơ bản. Đây, Liên Phong này là của bên chú Johnny Trí Nguyễn. Đây, rồi sau đó chú Johnny Trí Nguyễn mới giới thiệu con qua ở đây, qua đây tập. Con khát nước lắm. Cho nên mà uống gần hết nước luôn rồi mà vẫn khát. Và con và thầy nói là những ngày đầu tiên là con về nhà con chưa ăn được đâu, nhưng mà những bữa sau là con sẽ thèm ăn lắm. Mà con đang thèm ăn bây giờ, mà con cần đang ăn nhiều để cháu mập ra, chứ mấy bữa nay mọi người thấy con ốm rồi đúng không? Đấy. Rồi con mới đánh võ những các cơ bản. Thì lần đầu tiên thì con cũng thấy ê ẩm, cũng rất là mệt, nhưng mà con nghĩ sau này con sẽ đánh là chắc nụi luôn.